Ở Hà Nội có một ngôi chùa mang tên Chùa Hà, là một trong những chốn linh thiêng được nhiều người tin tưởng rằng hễ đến đây cầu duyên, về khắc có người yêu. Chính vì lời đồn thần thánh đó mà rất nhiều chàng trai cô gái còn đang thường xuyên mang lễ vật đến cầu thần linh phù hộ. Có một anh chàng mới đây cũng làm theo số đông và cũng kiếm được người yêu thật. Có điều, anh ấy vốn trước nay là thẳng nhưng sau khi đi chùa về lại thành công. Thế mới buồn cười chứ lại. Ngôi chùa Hà nổi tiếng trong lĩnh vực cầu duyên ở Hà Nội. Theo đó, trên một trang côn phe xung có đông thành viên thì bài viết chia sẻ về câu chuyện của một anh chàng đã sắp sang năm 4 đại học rồi vẫn chưa có người yêu. Anh chàng cũng sau đó đã nghe lời bạn thân đi chùa Hà cầu duyên. Hai cậu bạn thân cùng nhau đi, trước lúc vào chùa, cả hai đã học kỹ các bí quyết khấn vái sao cho chắc ăn nhất để có người yêu. Sau ngày đó cũng qua thời gian khá dài thì đến gần đây, anh chàng pha ngày đó gọi điện khoa với cậu bạn rằng mình đã có người yêu. Qua điện thoại, người bạn chúc mừng không ngớt, còn khen chùa Hà Thiên thật và hẹn nhau đi ăn để gặp mặt đối tượng của chàng trai. Ngày hẹn gặp nhau cuối cùng cũng đã đến, hai bên chạm mặt nhau thì vô cùng ngơ ngác vì người này thấy anh chàng đi chùa Hà cầu duyên hôm nào nay bỗng dưng lại ngồi kế một chàng trai nữa. Chưa kịp hỏi han câu gì, chàng trai ấy đã giới thiệu luôn đó là người yêu của mình khiến cậu bạn vô cùng ngỡ ngàng. Chàng trai cũng đi cầu duyên như ai nhưng lại gặp chân ái cùng giới. Nói thêm trong bài đăng, cậu bạn cho biết chàng trai đi cầu duyên kia trước không hề công, vậy nhưng giờ đây người yêu của cậu là một ông anh sinh năm 1994, là người tập cùng phòng gym và cũng chỉ mới đến tập cùng phòng gần đây. Vậy là xong, chùa Hà quả thật là rất thiêng, chỉ có điều chắc đã đánh tín hiệu nhầm cho thần tình yêu cho nên mới hơi rẽ ngang một chút mà thôi. Trước tình cảnh này của chàng trai nọ, cư dân mạng thì 9 người 10 ý đều cho rằng thà không đi chùa thì thôi, đi về lại thành ra như vậy. Rồi sau này muốn chữa lại thành thẳng chắc cũng khó lắm, không thể được. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng câu chuyện này có thể không có thật, chỉ là hình thức câu like của một ai đó mà thôi. Hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Đi chùa Hà về không chỉ có người yêu còn tìm được chân lý cuộc đời. Thế rồi sao bạn biết lúc trước cậu ấy thẳng, có khi là con từ bao giờ rồi cũng nên. Tới hơi hoài nghi độ xác thực của câu chuyện này nha. Làm gì có chuyện từ thẳng sang con nhanh thế được. Mình thì không quan tâm con hay thẳng, đi chùa Hà về có người yêu thật hả mọi người? Có đúng như vậy không, để mình làm một chuyến nào? Chùa Hà với thần tình yêu có vẻ phiến nhau hơi bị sai.